trở lại chương trình của bản tin ngắn trong cuộc tranh luận ngày hôm qua trong chương trình của Fox News đã phát sóng nhiều quảng cáo của TikTok trong cuộc tranh luận. Cái vấn đề này nó đang đầu độc chúng ta, nó đang đầu độc con cái của quý vị. Mà đó là những gì mà thật sự tụi nó, những chính trị gia của Mỹ và kể cả luôn Fox News đang bắn đứng như thế nào. They in it for the money. Thì ai cũng in it for the money cả. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ đó, cái TikTok nó trả lời trả tiền thì nó vẫn tiếp tục nó nhận quảng cáo thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi trở lại là ông Trump là người đã questioning TikTok. Fox News đã phát sóng nhiều quảng cáo TikTok trong cuộc tranh luận khi thẩm vấn Vivek về việc sử dụng nó. Người điều hành của chương trình Fox News đã chỉ trích ứng cử viên của đảng Cộng hòa Vivek trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư. Tại sao sử dụng cái trang mạng TikTok do Trung Cộng sản xuất mặc dù cái chương trình của Fox News lại quảng cáo nó? Obvious đó quý vị. Có nghĩa rằng là trong cuộc tranh luận đó tụi nó muốn tấn công Vivek. Là nói rằng ông Vivek tại sao sử dụng TikTok mà trong khi nói tụi nó là kẻ xài TikTok. Người điều hành của cuộc tranh luận, ông Vani đã hỏi Vivek tại sao anh tham gia TikTok mặc dù nó biết liên kết với đảng Cộng sản Trung Cộng. Vivek trả lời, người chỉ vài tuần trước gọi TikTok là fentanyl kỹ thuật số. Lập luận đảng Cộng hòa cần phải đến những nơi giới trẻ đang ở. Cái câu hỏi đã tạo ra cơ hội cho cựu thống đốc Nam Carolina tấn công Vivek. Thành thật và nói, mỗi khi tôi nghe bạn nói tôi cảm thấy hơi ngu ngốc những gì bạn nói. Đó là tấn công personal nha. Những người dẫn chương trình dường như không biết rằng cái quảng cáo đầu tiên phát sóng trong cuộc tranh luận là dành cho TikTok, một điều mà không hề mất đi đối với người xem. You cannot make it up, quý vị. Theo Citizen Free Press, một quảng cáo của TikTok được xuất hiện sau khi các ứng cử viên khác tấn công Vivek vì sử dụng nó. Các ứng cử viên dường như không biết gì quảng cáo hay ly gọi TikTok là một trong những ứng dụng mạng xã hội nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể có. Cô lập luận rằng Trung Cộng có thể lấy danh bạ của bạn, vân vân và vân vân. Obviously, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi. Như vậy, cái chương trình của Fox News Dubai chừng nào cấm TikTok này? Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.